đâu bay vào kia thôi. làm nãy giờ vô tay quá chừng. Được chưa? Rồi. Sẵn sàng chưa? Hai đội tâm chạy nhất. Bắt đầu. 2-6. Đúng cơ là cái gì? Đúng cơ là cái gì? Đây, 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 đây. Rất là căng thẳng, rất là căng thẳng. Ok, bỏ tay đâu. Cấm số đẩy, cấm số đẩy. Trong quá trình mình hô là quý thầy cô yên để mình hô tiếp nha. Ví dụ mình hô số này về số kia lên, ông nào là các đội nó không nghe à. Rồi tổng thắng là chê, xin lỗi, tự nhiên thắng là một. Chuẩn bị số 5. Không nên về đâu, không được. Anh con nên về rồi, không được bước nữa. Lại. Một đều, về là không được bước nữa nha. Nói rồi, không có nghe đáng chịu. Không nghe đáng chịu. Lại. Thầy tỉnh một người số đi chứ. Đây là cổ vợ đồng viên manh động nhất. Đó là coi ý kiến gì đó từ tự thầy chưa. Nè, chưa bật nút, bây giờ bật nút rồi, quay lại. 3, 4, 5. Bây giờ cho mà chưa mở nút đi. 3, 4, 5, mà chạy lắm rồi. Mấy rồi. 2-1 nha. Đang la trực tiếp á, giơ tay. Màn hình nhỏ VTV6. Để tổng ạ. 1, 2, 3. Kìa, anh tăng. Thấy rồi. Như vậy là khoa học tự nhiên. Khoa học tự nhiên dễ nhất. Hai điều. Xin lỗi, do mình nghe cái tiếng thắng rồi á. Ơi, không sao. Rất là gay gắt hai tổ này. Những Superman rất là nhanh nhẹn. Chuẩn bị. Sao đánh đâu phải chuyện vừa đâu mà. Chuẩn bị. 2-4. Nó bị. Alo. Chuẩn bị. 2-4. Đúng rồi. Đúng rồi là bảy nha. Số 4 này, số 4 đúng không? Rồi, đúng số 4. Các bạn tự nhiên thấy. Không, tao gì mà ôm được là sao được? Một sự bất xúc của vận động viên Ngô Cường. Ngô Cường nhá. Không. Không dễ gì. Ai mà ôm ngư? Lộn lại số. Ai biểu anh không ôm lại chứ?